Hai, ba. Bà nội đây. Được rồi, chúng ta cùng xem Chúng ta cùng xem nông trại của bà nội nông trại của bà nội có những gì. có nhiều quả dưa chuột. Đúng rồi, đâu là quả dưa chuột, con chỉ xem nào. Có dưa chuột cucumber. Đúng rồi, dưa chuột tiếng Anh là cucumber. Đây này, chín này. Đây là quả dưa chuột. Đây là Ấy. Đây là dưa chuột. đây là dưa chuột Đúng rồi. Đi ra đây. Chị ra đây con. Quả mít tiếng Anh là đúng rồi, con đếm Đúng xem bao nhiêu rồi. quả mít. Ơi nhẹ thôi, không không hỏng của bà, Không hỏng được. con đếm xem có bao nhiêu quả mít. À không, một quả mít, hai quả mít, ba quả mít, này mời một mời mít. Bà xem đánh đá đi. À, đố chị biết quả gì màu đỏ đây. Quả mì. Đây quả ớt. Quả ớt. Cái ớt là sao Đúng rồi. Hay là nó kiểu nó nắng quá. Ớt có khéo hỏng của không bà. Phải, chắc là nó hết chất rồi đấy. Đây, chị ra đây con. Đố chị biết cây rau gì đây? Cây rau gì ạ? Không phải, đây là cây rau ngót. Cây rau ngót. Đúng rồi. Tiếp đến, ra đây. Đố chị biết quả gì đây? Đúng rồi, grapefruit. Chị sờ quả này. Đúng rồi, chị sờ quả bưởi đi. Đúng rồi. Thế Đức có muốn sờ quả bưởi không con? Đức không mới tới. Nào bố bế Đức lên để sờ quả bưởi. Đây. Có mấy quả bưởi ở đây con? Một quả bưởi, hai quả bưởi. Đúng rồi. Nào mình đi tiếp. Đúng rồi. Đố chị biết cây gì đây? Cây rau. Cây này gọi là cây dứa thơm. Cây dứa thơm. Đúng rồi. Nào đi tiếp. Đi ra chỗ bà đi. Bơ bơ, cây này quả dưa chuột. Đúng rồi, đây là quả dưa chuột. Đây là quả dưa chuột to to đây. Đây này. Thế quả gì đây? Quả gì của bà nội này? Quả dưa chuột. Đây này đấy. Quả dưa chuột không phun thuốc sâu thì nó sẽ trông nó xấu xí. Con đi, con đừng đi vào gạch thế, con đi hẳn xuống đi, con đi hẳn xuống đất. Có theo 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 đứt của bà, có của bà. Con có ăn được không mà lấy? Ăn hết thì tao đâu? Bổ sung cho. Ở trong tủ lạnh nhà nó vẫn còn đầy. Chị ơi, cho con gà của bà. Nào, mem đi cùng với anh kìa. Gà nhà mình bốn con, nhà bà hợp một con nhà mình. Tiếp đến mình xem có những cây gì đây nữa nè. Rồi đây đố chỉ biết cây gì đây? Không, đây bố bảo cây này cơ đấy. Cây này cây gừng. Cây gừng. Đúng rồi, rất tốt. Tiếp đến đố con biết cây gì đây? Cây gì? Cây này gọi là cây khổ sâm. Cây khổ sâm dùng để làm thuốc. Dùng để làm thuốc. Rồi đi tiếp ra đây dưới này. Đố chị biết cây này là cây gì? Cây bồ. Cây này là cây khế. Cây khế. Cây khế bé. Cây khế bé. Còn đây là cây quất hồng bì. Cây hắc hồng bì. Cây quất hồng bì còn bé. Còn rồi. Còn đây là cây mít. Đây là cây mít. Cây mít còn bé. Cây mít còn bé. Đi tiếp ra đây. À này, chị nhìn xem quả gì đấy này. Đấy, quả gì đấy? Đây đây đây, bố chỉ đây cơ mà. Quả dưa chuột. Đúng rồi. Cucumber. Đúng rồi. Còn cây này là cây củ mỡ. Cây củ mỡ. Đúng rồi. Đây là đồ chứa cây gì đây này? Cây gì? Cây gì? Cây này là cây dâu ta. Cây dâu ta. Thôi ra hết quả rồi. Đúng rồi. Đây đi ra đường này con. Đi theo bố kìa, đi chị ra đường này con ơi. Đố chị biết cây gì đây? Cây gì đây? Đây là cây sung.
Cái sung. Rồi, đấy, cây sung rất là cao. Cây sung rất là cao. Rồi. Tiếp đến, Đô chỉ biết quả gì đây? Quả bì. Quả gì đây? Quả bì. Không phải đâu, đây là quả mướp Nhật. Đây là quả mướp Nhật. Rồi, nhìn rất giống quả dưa chuột. Giống quả dưa chuột. Giống quả dưa chuột. Nhưng lại là mướp Nhật. À rồi, Đô chỉ biết những con gì đây? Con gà. Chị. À đúng rồi. Từ từ. Đố chị biết cây gì đây? Đây. Đây cây gì, quả gì đây? Quả mít. Không phải, quả này cơ mà. Quả này. Quả này là quả chanh. Quả chanh. Đúng rồi, đây cây chanh. Cây chanh có gai. Con cẩn thận không có thể nó đâm vào người. Đi, mình đi ra chỗ bà với ra chỗ mẹ. Mên bảo là đây là cây xả. Cây xả. Đúng rồi, dùng để gội đầu. Đây là quả rút. Rồi, hoặc là ăn thịt chó. Rồi, mình đi tiếp đây, mình sang bên này xem có cây gì. Đây, chỉ sang bên này nào. Con nhìn thấy con gà của bà nội chưa? Cây này là cây guột con ạ. Cây guột. Đó là guột. Đúng rồi. Đố chỉ biết hoa gì đây? Hoa gì đây? Đây là hoa hồng tú cầu. Đây là hoa hồng tú cầu. Đúng rồi. Nó tròn giống quả địa cầu. Đây là quả địa cầu. Cho nên người ta gọi là tú cầu. Bi cầu. Đúng rồi. Và nghe thì Tây Nguyên đỡ hơn thôi, vẫn thế là. Đây. Đây này, ăn cái này nó kiểu như là cái dạng này nó vẫn trong này. Nó có cái ăn thì ăn cái ngọt. Ngọt. Đấy là quả gì đấy bà? Quả lạc tiên. À, quả lạc tiên này. Này, thế nào chị mâm quả lạc tiên chị thấy thế nào? Đây quả lạc tiên. Ủa nhiều lắm thế mà đúng ra nó mổ mẹ hết rồi. Đây cho bố ăn thử đây. Anh em nhà chị đi đâu đấy? Đi quả rút chuột. Ở dưới chuột à? Ăn thử. Thế bây giờ hiện thời có ấy chưa? Có trứng ăn chưa? Có là không trứng. À chị ơi, đố chị biết cây gì đến này? Đây cây ổi. Đúng rồi. Con ơi, con đi phải đây giờ đến nhặt nhụi lắm đi. Thôi được, đi vào đây, cho đi vào đây. Đây là cây rau xương cá này này. Được rồi. Chị bảo là mình và em Mem. Mình với em Mem. Vừa thăm nông trại của bà nội xong. Xong. Bây giờ. Mình làm gì? Mình vào trong nhà thôi. Hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Gì nữa? Các bạn. Đúng rồi. Mem bảo là bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Đúng rồi. Thôi đi vào đi con. Thôi đi vào đi, thôi được rồi, hết rồi. Con đi giống vào sông của ba. Quả gì đây? Ô, cái hồng của bà. Quả gì đây? Quả bưởi. Quả bưởi thì cái nào? Ôi kìa, con đây. Ôi kìa. Thằng em cũng muốn được là sờ như thế. Thằng em muốn sờ quả bưởi mà. Đố Mem biết quả bưởi tiếng Anh là gì? Quả bưởi. Tiếng Anh là gì? Quả bưởi. Cây bưởi. Cây bưởi sao? Cây cóc kìa kìa. Sai phết kìa, không thể nào ăn được. Vào đấy ra đấy mà quay. Cái cóc kìa anh kìa. Rồi anh nhìn thấy rồi. Cái cóc của bác Ngân trồng đấy. Anh chúc trồng. Ngân trồng cái chết tiệt. Đấy, đây cây cóc. Cây cóc. Cây cóc nổi tiếng. Cây cóc nổi tiếng. Với nữ sinh. Nữ sinh. Rồi. Nói thì cha ra cái câu gì.
Hết rồi. Lần này mình đi về đây. Bây giờ mình đi. Mình đi xung quanh cô đây. Rồi, hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Quay ông bò đi để cho gà ăn, bởi vì là ăn chỗ đấy nó rất bị đắng.